Ivy xin chào cả nhà, rất vui được gặp cả nhà để quay trở lại kênh của Ivy Cuộc Sống Mỹ. Ok, xin chào cả nhà ấy con. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay hai mẹ con Ivy xay cái dâu tây này cả nhà để uống. Ivy mới hái khỏi vườn vô nè. Dâu tây này cả nhà, đỏ tươi lượt, đẹp lắm. Vậy cả nhà và xay dâu với hai mẹ con Ivy cho vui nha. Ok, nào, con muốn mang tay không? Dạ. Yeah. Yeah. Mang tay vô con. Mẹ lấy hai cái nữa. Cho mẹ hai cái nào, hai cái. Mang tay vô. Xay dâu. Vào đây con, vào đứng nè. Xay dâu uống chay hôm nay xay này xay cái cho ba mẹ con Ivy 3 ly rồi cho Anna nữa. Anna ăn bắp bì cả nhà. Bắp bì thì nó rồi thức ăn trà trà xay nhuyễn cái xong rồi bỏ làm cà, như cà rem đi cả nhà. Nó liếm nó ăn thôi. Bây giờ trước đó thì Ivy lại con Ivy xay cho Anna trước. Ok, bây giờ con tới làm đi con. Strawberry Ivy có mật ong rồi đường. Đó là strawberry là cái máy xay Ivy để đây. Rồi, lật cái hà lật cái hào tới đây con. Đó. Lật bỏ cái này nè. Cái cuốn bỏ, cái này này bỏ ra, bỏ đi. Cái cuốn nó bỏ vô trong cái dĩa rồi con. Đây. Ok. Tập cho con nó làm cả nhà. Để khi nó lớn rồi cái muốn uống thì tự làm xay uống. Đó, con. Cái bao tay của em vì mới rút bao tay ra nó dính lại ở trong. Đó, lật ra đó, bỏ vô. Thích làm không? Dạ. Mấy con nít ở bên này thích làm vậy đó mấy nhà. Đặt cho con nó làm. Dâu ngọt lắm cả nhà. Rồi em bị ăn thử nè. Dâu năm nay ngọt quá trời luôn. Ngọt ngon lắm. Rồi như đó đủ rồi con. Đó. Bây giờ mình con lấy chút xíu sữa đổ vô. Ô, anh nào không có uống sữa được, anh nào không ăn sữa được. Okay. Mật ong cho chút mật ong vô, bóp hai tay cho nó chảy xuống. Mật ong anh nào không có bắt bì nó không có uống sữa được cả nha. Cho vô mật ong rồi. Ok, được rồi gắm máy vô này, rồi gắm cái máy vô là sai nè. Mày bỏ vô đây mình dặn lại biết không? Đó, dặn lại cho nó vô khớp. Nè, mình xay đi. Con đổ ra cái cốc này đi. Rồi ok, được rồi. Con lấy cái này con dẹp cái miệng đó, vậy đó trời. Con khỏi nhỏ nước trong nhà. Ok, bây giờ con lấy bị con đổ vô nè. Hai bị. Mẹ chị con đổ vô nè. Nè, tới đây đứng con, tới đây con.
Nè, mẹ cầm cho con đổ vô. Đổ vô. Một cái nữa đang nữa là còn nữa làm bi kia. Đó. Nè, ăn bằng như đây. Hai nhíp lại. Đổ hết chưa luôn. Rồi. Rồi. Không chui. Rồi cái phần này là của Anna này cả nhà. Của Poppy nè. Bỏ trong đá. Rồi Poppy đem bỏ trong đá nè. Giờ mình xay cho mình uống nè ha anh nè. Xay cho mình uống. Xay cho con ly này, anh Kiệt một ly. Dâu ở nhà mà Ivy mới hái vô sáng còn tươi. Tươi dâu tươi uống đẻ luôn cả nhà. Năm nay dâu ngọt ngon lắm. Trái nào trên lấy út nút này cả nhà. Nước không ha anh Thảo ha. Rồi, nhiêu đủ rồi cho một ly cho anh Kiệt. Nhiều quá không? Bên một. Bên một hả? Rồi, cho sữa vô con đồ, cho sữa vô. Ok được nè. Rồi, cho ăn xíu đường nha. Lấy muỗng cho xíu đường vô. Chút nữa. Rồi, cho xíu mật ong. Mật ong vô cho nó thơm. Rồi, được rồi. Rồi. Con xay đi. Mẹ dính cho. Okay. Tiếp theo là lấy cái ly đổ ra cho anh Kiệt. Rồi lấy ống hút. Ly. Ly cho con trai. Hảo uống không? Hảo uống vô đây nha. Yeah. Yeah. Rồi đó cho Hảo. Nè không có bỏ vô được không? Hảo muốn uống đá nữa hả? Tại vì con cái út bồi uống nước đá thì mẹ lấy đá ra cho. Mẹ lấy cho mẹ đó. Rồi được nữa không? Ok. Ngon hả? Ngon. Ngon hả? Quá là ngon luôn ha. Kêu giờ mẹ làm cho mẹ một ly. Đứng đây uống này ngon không con? Ngọt quá ha. Uống tươi ngon quá ha. Là ngon không cả nhà? Uống ngon quá mà. Dâu tươi ở nhà chồng. Hấp dẫn không hả? Quá ngon luôn ha. Quá ngon. Quá là ngon luôn. Tiếp tìm mật ong. Cho mẹ chút sữa luôn. Ok được rồi, được rồi, được rồi. Oh.
Ngon quá, ngon quá luôn. Ok, cho mẹ con hút luôn. Mẹ không uống đá. Ok, em Ivy mời cả nhà uống dâu, sữa nước dâu với hai mẹ con Ivy. Cái này con. Đã ghê, ngon gì đâu luôn. Hào thích không Hào? Ngon quá cả nhà. Ngọt. Thêm mùi sữa chút xíu mất ông. Khá là good luôn. Ok cả nhà. Ivy, hai mẹ con Ivy đã xay xong rồi, uống cũng đã lắm rồi đây cả nhà. Giờ Ivy xin hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà.